Có lẽ anh luôn thắc mắc là em hay đùa giỡn đúng không? Không, cái này em thiệt một lần một. Nhưng mà mấy cái giỡn đó là cái thiệt á. Không ai giỡn mà thiệt được vậy đâu. Trời em ơi. Thiệt một lần một thôi. Bây giờ đang thiệt, tại vì anh không tin em. Em với anh Long thì khi mà em vô thì cái tình cảm em dành cho anh Long nó nghiêm túc ngay từ những lần gặp đầu tiên luôn. Tại vì cái gu của em là vậy thì ngay đầu tiên đặt mắt vô là như vậy. À ok, anh hiểu. Chị hay có hay, chị có thấy là bộ chị suốt ngày gấp đồ ăn cho em không? Mình hả? Ừ. Mình thích em. Mình thích chị mà, chị nói kỳ cục vậy. Em à, mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Và ngày hôm nay anh gặp em cũng vậy. Mãi bên anh em nhé. Anh nhà ở đâu thế? Cứ to lên trong tim em chẳng nhớ đường về. Cho em hỏi nhà anh ở đâu, tất em về nhà anh nhé. Tập đặc biệt chuyện chưa kể của Ngôi Nhà Chung mùa 16. Ngôi Nhà Chung mùa 16 đã đi đến khoảng thời gian cuối cùng. Do thời lượng phát sóng có hạn nên đã có những câu chuyện chưa được kể. Và tất cả những câu chuyện đó đã được tập hợp trong tập đặc biệt ngày hôm nay. Tình cảm của Thảo dành cho Long rất rõ ràng, mà đôi khi rõ ràng quá lại làm người ta nghi ngờ. Cho nên đã có một cuộc hẹn giữa Long và Thảo lúc gần khuya. Nghĩ em nói giỡn hay là nói thiệt? Không thì thiệt, anh nghĩ em... Ai biết, nói chung là... Ai biết giỡn, người ta hỏi thiệt giỡn, lòng mà. Giỡn thì thiệt, ai biết được em. Trời đất ơi, thế vậy mà không tính hả anh Long? Ai thì đó, cái người mà hay vui vui cho nên là anh không biết là khi nào họ thiệt hay là họ giỡn. Nhưng mà nãy em nói thiệt rồi thì anh hiểu rồi, anh cảm ơn. Dạ thôi à, em chỉ muốn hỏi như vậy thôi à. Rồi sao nữa? Rồi thôi. Thì kết quả là tập 7 thì biết rồi. Vậy? Tại vì nay đường đi riêng nên em quyết định đi để hỏi là anh... Anh sao? Bây giờ anh hiểu ý em rồi. Anh làm nhưng mà có em... tin em thiệt không? À, thiệt không? Thiệt. Em hứa đi. Uh-huh. Em hứa đi. Em là thiệt. Ok. Anh có điểm gì mà em nói em từ đợt ngày đầu tới giờ? Tại vì em thích mọi người hoạt bát. Vui vẻ. Thì khi mà mối quan hệ quen nhau thì nó cũng sẽ rất là vui vẻ. Anh suy nghĩ nhiều em ơi. Có lẽ anh luôn thắc mắc là em hay đùa giỡn đúng không? Không, cái này em thiệt một lần một. Nhưng mà mấy cái giỡn đó là cái thiệt á. Không ai giỡn mà thiệt được vậy đâu. Trời em ơi. Thiệt một lần một thôi. Bây giờ đang thiệt, tại vì anh không tin em. Anh hiểu không? Ok, cái cảm giác ban đầu, cảm nhận ban đầu khi mà anh vừa mới bước vô lúc đó em đang làm đồ ăn á thì... Em kiểu như wow luôn á. Thiệt không? Thiệt, nên em mới nhìn anh, ồ đây là anh Lâm truyền thuyết hả? Anh không nhớ khúc đó hả? Em trong người em là ồ wow. Rồi có thể là leader của mình xong rồi em nói, à đây là anh Lâm trong truyền thuyết phải không mấy bạn? Không biết anh có nhớ cảnh đó không nhưng mà em vẫn nhớ tới bây giờ. Nhưng mà là, ừ anh Lâm trong truyền thuyết của Thảo đây. Thiệt không? Ngay lần đầu là ồ wow luôn á. Chụp nhau ấy là ở trong lòng em thì nó là ồ wow nhưng mà ở ngoài em ồ anh Long trong truyền thuyết hay sao? Tức là em đã điều tra ở trên trước rồi. Ok, rồi giờ anh hỏi em một câu. Giống như cái câu mà anh hay hỏi mọi người, anh rất là quan tâm cái câu này luôn á. Câu gì? Em chọn người mình yêu hay em chọn người yêu mình? Cũng tùy vào thời điểm bây giờ. Thì em luôn chọn người yêu mình. Em chọn người yêu mình. Ok, anh chọn người mình yêu. Anh không có thể nào yêu một cái người mà kiểu như mà anh thích một cái người mà anh không thích được đó. Anh không có anh kiểu vậy. Anh chỉ muốn là cái gì mà nó xuất phát từ hai phía thôi. Thì trước giờ anh vậy á, chứ anh vậy. Thường đa số con trai thì anh nghĩ nha, con trai thì người ta sẽ vậy, người ta sẽ không có thể cố gắng để cố gắng yêu một cái người mà mình không yêu. Mà mình không yêu. Okay. Con trai thường vậy thì anh nghĩ vậy. Còn con nhưng gái, mà anh là vậy. Nhưng mà con gái thì khác. Con gái thì khác. Con gái thì sẽ suy nghĩ lại. Người ta sẽ có một cái gọi là suy nghĩ lại. Hiểu không? Người ta sẽ suy nghĩ lại để người ta cho mình, tự cho mình một cái cơ hội cho cái người mà đang yêu mình. Kiểu vậy. Thì anh nghĩ con trai thì rất là khó để thích một người mà mình không thích lắm. Tại anh thấy không có ai hợp với mình, không phải gu của anh. Gu của anh không có trong mấy bạn nữ trong này. Nhưng mà khi mà gần thì tất nhiên là mình sẽ tìm được một cái gu.
Không, mình thấy là mình thấy cũng có chút xíu điện giật chút xíu với lại Ngân. Ừ. Thì có sao nói vậy thôi. Ok, em luôn tôn trọng cảm xúc của mình. Có chút xíu touching ấy. Với Ngân. Nhưng mục đích thật sự vô chương trình phải là tìm một người mình hợp không? Đúng vậy, chứ anh nghĩ sao chứ phải để PR cho em hả? Không phải PR, nhưng mà ý là anh thấy em giống như là tại vì em biết sao để muốn trải nghiệm hay là muốn kiểu không, như là một phần trải nghiệm chỉ là 20% trong 80% đó thôi. 20% là để trải nghiệm, 50% là để tìm người yêu, và 30% còn lại là phải sao ta, được thêm nhiều người hơn, ví dụ nhiều như người bạn mới. Okay. Nên ví dụ như mà sau chương trình này á, tới ngày thứ bảy á, thì có dù có ra xa đi chăng nữa thì thì sao? Thì em vẫn muốn tất cả mọi người liên lạc với nhau. Điều đó chắc là chắc chắn đó. Nói chung là chỉ là như vậy thôi, tại vì hẹn anh ra đây là để em khẳng định lại một lần nữa thôi. Tại vì không còn gì. Không có nhiều gì. Nhưng mà cảm ơn em. Tại vì em nấu ăn ngon nè. Em nữ công gia chánh nè, tam tòng tứ đức nè, thuộc về dòng gái chính chuyên nè. Dễ thương, hoạt bát, có duyên. Em cực kỳ có duyên luôn. Nếu như mà kiểu mà em mà để làm vợ là hết sảy con bà bảy kiểu vậy. Tình cảm của Thảo đã khiến cho một người khá là lo lắng. Và thế là vô đây có chuyện muốn nói với em nè, vô đây. Phải không? Anh muốn hỏi em là sự là em nghiêm túc. Nghiêm túc. Và em với anh Long thì khi mà em vô thì cái tình cảm em dành cho anh Long nó nghiêm túc ngay từ những lần gặp đầu tiên luôn. Không phải là tình cảm, tại vì nói tình cảm thì nó quá vội đúng không? Thì là cảm tình, kiểu như cảm đánh tình vô một cái là nó như vậy. Ok, có nghĩa. Tại vì cái gu của em là vậy thì ngay đầu tiên đặt mắt vô là như vậy. Ok, anh hiểu. Rồi, ví dụ như anh hỏi em nếu anh Long là một người anh, ví dụ như anh Long là cặp đôi bí ẩn đi thì em sao? Nói chung là cái gì nó cũng phải có lý do của nó luôn. Thì nếu như mà vậy thì em bình thường đó. Bình thường. Thì em có tiếp tục theo đuổi cái cảm xúc của mình không? Hay là không, cái đó là nó thuộc về một cái gọi là trà xanh. Đúng rồi, kiểu như là như vậy thì ngay từ em sẽ cắt ngay từ đầu luôn. Em sẽ cắt ngay từ lúc đó luôn. Tại vì chính em cũng là một trong những câu chuyện đã bị từng bị bạn em hiểu cảm nhé. Ok, anh nên sẽ cắt ngay từ khúc nếu như anh Long là cặp đôi bí ẩn. Ok. Thì nếu mà có một cái câu nói dành tặng cho một người khác nữa thì em sẽ nói cái gì? Mà để khi mà người đó coi lại cái chương trình này và người ta nghe được. Đừng cố gắng với những điều gì mà mình không thể. Đừng cố gắng với những điều gì mình không thể. Ok. Ok, anh hiểu. Anh hiểu. Ok. Có rất là nhiều sự lựa chọn khác chứ không phải riêng một sự lựa chọn đó. Ok, anh hiểu, anh hiểu. Anh hiểu. Rồi. Ok. Và như là nói của em thì anh nghĩ là sau đêm nay thì anh sẽ truyền đạt lại với mọi người. Tính ra ở đây có đủ 3 người luôn á, 4 người luôn á. Anh Lâm đứng ngoài cửa, anh bảo cho Flash bên mình nằm đây. Anh không cần truyền đạt luôn. Ủa vậy hả? Vậy là nãy giờ anh tập trung của em quá rồi, quên mất là mọi người đã vô rồi hả? Các chàng trai khá là đoàn kết, nhưng cũng có khi sự nghi ngờ len lỏi giữa 4 chàng trai. Thấy chương trình mùa này hay. Mùa này rối hả? Đâu, em đâu thấy rối gì đâu. Em thấy hay mà. Hình như là chưa có mùa nào giống như mùa này. Ai biết, ngay cả bản thân của cái người mà tham gia cũng biết sự tình như thế nào luôn. Em mới lại thằng bí ẩn nhất á. Còn em biết gì đâu. Em đừng có nhả thai, chắc bây giờ cũng bớt giả điên đi. Em biết gì đâu bí ẩn, trời. Bớt giả điên, anh cái đi. Tôn thằng giả anh Tôn nha. Trời ơi. Khúc này hay lắm đó nha. Trời ơi là trời. Anh cắm con mắt khí qua lên để coi tới cái ngày cuối em sao. Ok, ví dụ cái okay. Cuối mà không có bí ẩn thì sao anh Long? Không thể nào. Nếu mà ngày cuối không có đâu bí ẩn thì những ai
có định kiến và có tiếng nói. Sao định kiến hoài vậy? Không, cái chính kiến á là thích ai từ đầu á. Ờ, vậy vậy á. Ừ. Em không thể nào mà nói ít thì không vậy. Sao em nói hoặc tài ra. Đấy, rồi đi. Tôi là không thích nghe từ đó nhìn đầu tiên được. Nếu như không có cặp đôi bí ẩn, ai có mục tiêu thì sẽ lấy tiền. Trời, chứ bây giờ không phải là ý là mình cũng phải tìm hiểu rồi mình thấy người này thích hợp rồi. Đừng tìm hiểu. Không sao, mình đổi đúng không? Ừ. Ừ. Như... có sao đâu. Mình... cái mọi người là mình tạo cho mình cái cơ hội. Mọi người nói em là bùng binh. Không, em không bùng binh. Tìm hiểu thì nhiều câu hỏi tìm hiểu lắm. Sáu à? Nhưng mục tiêu chỉ có một thôi. Tìm hiểu thì cả tỷ câu hỏi để tìm hiểu. Nhưng mục tiêu thì chỉ một thôi nha anh em. Tới tận bây giờ em nói em dạy với Linh nhưng mà em cũng có thời gian tìm hiểu Thanh vậy. Cũng có thời gian tìm hiểu Thảo vậy. Ừ. Cũng có thời gian tìm hiểu Ngân vậy. Chà, do mình thôi. Em ngủ. Còn tối nay không ai hẹn hỏi em hay đòi bảo luôn. Không mà là nó thật ra là mọi chuyện nó có sự thay đổi mà nó mèo tối bất ngờ. Ừ. Nó sẽ rất là kiểu như mà lắc á. Cho câu cái nó sẽ cho câu trả lời và thứ bảy với mọi người. Bình chính á. Mai mọi người sẽ suy nghĩ về những cái gì mà mấy bạn nữ lựa chọn ngày hôm nay để cái ngày cuối cùng mấy bạn sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn á, kiểu vậy. Hay anh không biết còn ngày mai rồi. Thì Thảo có nói là đừng cố gắng những gì mình không thể. À, nói bảo đúng không? Em không biết, Thảo nói không tên. Thảo nói là đừng cố gắng những gì mình không thể. Ờ, Thảo chia sẻ vậy. Thì em cũng đang suy nghĩ là không biết là Thảo gửi lời này tới ai. Nhưng mà cái này mua xin đi, muốn biết gì mốt biết. Ừ. Ừ, hỏi thắc mắc nữa. Để cuối tuần rồi hỏi luôn thể Long. Gì? Để cuối tuần cuối tuần không cần hỏi rồi người ta tự nói ra. À, hỏi gì đúng không em? Cuối tuần em sẽ tự nói cho em biết cuối tuần đó tại sao ngày cuối cùng á. Ngày cuối cùng sẽ nghe câu trả lời từ em. Tại sao là em? Ừ, tại em một mình quá, em một mình quá hả? Không, em biết bận quá, em biết được. Trời đất ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, tao không có gu nè, đúng em hết á. Ba đen, ba đen. Áo đen hả? Áo đen. Bà em tôi nghĩ bà là có biết tôi nghĩ bà là có bí ẩn, bà có bà nhận đi, không có gì là bí ẩn luôn, không có hủy diệt cái mối cái cuộc du lịch của mấy người đâu. Ừ. Tính nó ok, tính nó ok hay gì kìa. Ủa sao lúc này không kiểu gì ta, tranh biện ta. Ừ. Tính nó ok hay gì kìa, nó không có lòng em sẽ không có tranh biện. Đó, em tôn trọng suy nghĩ của mỗi người. Em tôn trọng suy nghĩ của mỗi người. Ok con về, ok con về. À, ảo tùng cái chảo luôn á thiệt á. Hơi rồi. Máy bay làm tao mệt quá, máy bay làm tao nhức đầu quá. Hơi rồi đúng không? Ôi, hơi rồi đúng không? Thiệt tình luôn á. Điều gì thì nói chung là mọi người tham gia có được cái gì. Còn khi phòng nữ nói chuyện thì chủ đề chính là các chàng trai. Mà nắm tay nó này nó xạo không? Chị nghĩ không. Hôm bữa chị nói chuyện với nó ấy, với Hoàng á, thì nói là trước là Hoàng ấn tượng với bạn Ngân với lại Ngân đúng không? Lần đầu tiên Ngân, đó là Ngân với em. Nhưng mà sau bữa mà nói chuyện với em thì Hoàng nói là nó hiện tại á, bữa mà nói chuyện đi xong á, thì hiện tại nó ấn tượng với em. Nó ấn tượng với em. Thì tới bây giờ thì nó vẫn còn ấn tượng với em, thì chị nghĩ Hoàng là một người ok. bạn không quan tâm em nhiều. Ai? Mẹ Hoàng. Hoàng hả? Chưa từ. Bạn không quan tâm em nhiều. Minh là người dân Minh sao ta? Minh bồ chị á. Minh bồ chị á. Em biết gì trời. Ý là Minh bồ chị á còn làm chỉ như là còn làm tốt hơn ảnh. Chị hay có chị có thấy là bồ chị suốt ngày gấp đồ ăn cho em không? Mình đó hả? Ừ. Mình thích em. Ủa mình thích chị mà, chị nói kỳ cục vậy, thì thấy mình tỏ tình chị không? Kiểu như là mình ga lăng, chị hiểu không? Ga lăng tất cả mọi con gái. Chị như sao? Mà em hiện tại em sao? Em thích Hoàng đúng không? Em không thích Hoàng. Thích
Em bình thường. Em nói rồi, em nói là em sẽ suy nghĩ thêm, em sẽ quan sát thêm. Đó là tùy cách hàng thể hiện. Tội bảo chị à. Ủa sao tội em? Chị thích mình đúng không? Không, chị không thích anh. Chị là cặp đôi với ổng với mình. Em nghĩ là chị thích mình hơn Bảo. Em không, chắc chắn. Không, không thích ai hết. Bốn người chị coi như nhau luôn. Xạo quá. Nguyên Bảo hoặc Nguyên Minh đều tốt với chị. Cả hai đều là người quan tâm chăm sóc người yêu. Không cảm giác hả? Chị xạo quá, em nghĩ chị có chị cảm giác á, chị có cảm giác với Minh nhưng mà chị sợ. Em thấy chị ngồi đu Minh. Chị ý là không phải là đu mà em nghĩ là chị hơi hướng về Minh một xíu. Gần tới ngày tỏ tình, các thành viên đã có một buổi tập thả thính để chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối cùng ấy. Cho em một cốc trà đào, tiện cho em hỏi lối vào tim anh. Trời ơi, nghe nó ngọt ngào quá. Rồi tới chị, nắng nắng gì kia. Bầu trời xanh làng mây trắng. Anh yêu nắng hay là yêu em? Chị nói, lối vào tim em luôn là đẹp đó. Mình xin lỗi, mình nhớ quan tâm với tập kia. Mình khùng. Chị nói đừng luôn là đèn đỏ. Nhưng xin lỗi anh thích đi máy bay. Anh nhà ở đâu thế? Cứ to lên trong tim em chẳng nhớ đường về. Nhà anh ở đâu đấy? Chỉ cho em để em còn chạy tới nè. Anh à, em nhà lính tính vào nhà anh đó. Có vẻ đây không phải thế mạnh của Hoàng, vì vậy các bạn đã phải trợ giúp. Em ơi, trái đất vẫn tròn, dậu trời có sập vẫn còn có én. Dạ. Em ơi, anh muốn đi Paris bởi vì tình yêu của chúng mình là hợp pháp. Về nhà với em để chơi với chú. Nước trong, nước chảy quanh chùa, chùa. Không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu. Đúng rồi. Hợp lý luôn. Nghĩa Hoàng nắm tay Bảo này. Nè, chị gậy nó đi nè. Dạ. Ok. Em à, mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó. Và ngày hôm nay anh gặp em cũng vậy. Mãi bên anh em nhé. Nó xạ bị chó cắn. Nó xạ chó cắn đó. Rồi, đến Mình hả? Mình. Cái nãy hả? Cái... Ừ, nhưng mà với một bạn nữ, chọn đi. Anh suy nghĩ nữa hả? Sao bên kia nhìn qua là bên này nhìn là né tránh. Ok, chị Linh đi. Linh ơi, Linh ơi, Linh có biết không Linh? Tài nấu ăn của em hơi ẩu. Chả biết nấu gì thì cũng ẩu tình yêu. Sợi nồn, nồn thế. Sao nói nhanh dữ vậy ta? Sao chị không nói lại? Vậy nói lại đó hả? Ủa đáng lẽ mình nói chuyện chị phải nói lại chứ. Chị phải nói lại chứ. Trời ơi. Nói chứ. Phải nói lại chứ. Quay lại đi. Lại. Trời ơi, cho đi phải nhận lại chứ. Ok. Chậm ha. Đúng rồi đó chậm. Okay. Mà nhìn mắt ánh mắt nhau nha. Trời xanh, mây trắng. Anh yêu nắng hay là yêu em? Ok. Khoan. Từ sau nè. Ai? Thôi vậy thì anh lên đi. Ok. Nãy sao? Nãy chuyện thả thính gì? Anh mượn tay đi. Chắc chắn hai tay đó. Bàn tay em mềm quá, cho anh thôi em má. Anh là anh, em là em. Nhưng anh biết mình là của nhau. Anh à, em nhà lính nhưng tính là nhà anh đó. Nó chạy. Rồi em. Rồi tới Ngân kìa. Long. Ok, lên đây Ngân. Anh làm để lộ hết thôi. Lộ gì vậy anh? Rồi okay. Anh đứng Ngân. Không, anh sao sao mình xử lý cái kiểu như hả? Anh bị ngại ngùng cái gì Em có nhớ là em bay tổng cộng bao nhiêu chuyến rồi không? Dạ em bay cũng vừa vừa anh ạ. Sao vậy anh? Chắc là em không có nhớ là em bay bao nhiêu chuyến. Tại nó giống đã nhớ của anh về em mỗi ngày ở đây. Sao? Nhỏ lại đi. Dạ.
nhà ở đâu thế? Cứ to lơ trong tim em chẳng nhớ đường về. Cho em hỏi nhà anh ở đâu, tất em về nhà anh nhé. Cảm ơn em. Mắc cỡ quá. Đêm cuối trước khi cách ly hai nhóm nam và nữ, các chàng trai đã gửi gắm tấm lòng của mình cho các cô gái. Thì cuốn sách mà anh tặng em thì cuốn sách có tựa đề là Đời ngắn đừng ngủ dài. Ok, thì không biết em đọc cuốn sách này chưa. Thì nhân tiện đây thì anh cũng muốn gửi lời tới mọi người luôn. Thì cuốn sách này nó nói lên cái thông điệp là cuộc sống này nó ngắn lắm, nên mọi người hãy làm những điều mình thích và hãy sống đúng với cảm xúc của mình. Và đừng có bao giờ tiếc nuối vì một cái chuyện mà giá như ngày hôm đó mình không làm. Hãy sống đúng theo cái đam mê, cái cảm xúc của mình. Đó. Thì ok, thì anh tặng em. Cảm ơn anh. Như bà Bảo đã nói với mọi người á, là Bảo sẽ tặng một món quà cho người Bảo cảm thấy dễ thương nhất. Thì tặng trước ha, tặng trước người Bảo cảm thấy dễ thương nhất. Nhưng mà cái món quà ngày mai là vẫn là khác nha mọi người. Món quà ngày mai sẽ dành cho một người phụ nữ đặc biệt. Nó vô tình nó lại rất là hợp lý và Bảo sẽ tặng quà này cho Thảo. Sao anh kêu em tặng em bông tai mà? Nếu như mà anh không nhận được bức thư ngày hôm nay, còn nếu em muốn bông tai thì kết bạn Zalo anh, đơn giản vậy thôi. Này, muốn là này, anh gửi tặng em ha. Ây dạ. Rồi, thôi em cứ ngồi đi. Thì nói chung là anh biết và anh tham gia chương trình này có 3 ngày. Nếu mà có nhiều thời gian hơn, anh không có nhiều thời gian thiệt. Anh còn công việc, lúc mà hết dịch còn quá trời công việc luôn. Cho nên là ráng chạy làm sao cũng ráng mua được ha. Nói chung là nó cũng có hộp đồ đàng hoàng. Ok, đây là cái món quà dành cho em ha. Rồi, có một cái là như vậy nè. Tại vì nó có rất là nhiều cái, nhưng mà anh chọn cái này là tại vì những cái bông hoa mà mình tặng á, bằng hoa thật á, nó đẹp cái lúc đó, nhưng mà nó tàn được á thì mình thấy tội nghiệp nó quá ha. Mình thấy nó đẹp rồi nó cũng sẽ tàn á. Mình rất là buồn khi mình nhìn cái cảnh đó, khi mà mình để nó, dù cho mình có chăm tưới như thế nào á thì nó cũng sẽ tàn. Mà mình không có muốn thấy cái cảnh đó, cho mình chọn một cái bông hoa. Cái này thì lúc nào nó cũng tươi như vậy hết. Nó cũng sẽ ở lại với lại mình rất là lâu. Cho nên là anh chọn cái bông hoa hướng dương. Em hướng về những cái nắng, đủ nắng thì cái gì đó nó nở thì nó sẽ tự nở. Rồi cái tình cảm em dành cho ai á, dần dần rồi nó cũng sẽ đầy khi mà em chăm bón cho nó. Cho nên là khi mà ví dụ như ở nhà em có thể để nó ở đâu đó ở trong phòng thì em thấy nó cười cái em cũng thấy dễ chịu hơn. Ok. Anh tặng em. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn. Còn Minh thì thật sự ra thì Minh lúc mà chương trình gọi tới Minh á là chỉ còn có tầm 2-3 ngày nữa thôi là Minh tham gia luôn á. Là lúc Minh không có chuẩn bị trước gì hết, tại lúc đó là Minh đang chạy theo công việc rất nhiều á, lo phải nói chung là đi kiếm tiền á, không có nghĩ đến là cái chương trình này luôn. Nói chung là quên luôn á, không có nhớ chương trình. Thì đến từ cận giờ sát là gọi tới nhớ ngày mai gì đó, trong khi đã gọi trước rồi. Nhưng mà Minh thì lo, em thì lo bị cuốn theo công việc á, nên không có chuẩn bị món quà, tại vì em cũng không có biết là cái việc mà tặng quà. Nên thôi bây giờ Minh cũng tặng cái bạn nữ như chị Linh đi ha, tặng cái ôm ha. Ok chị đi. Ok. Cô gái thì Linh. Ok, cảm ơn em. Anh. Ôm lại. Ok. Ok. Cô gái ok cũng nha. Ngân biết gì hàng không? Lần đầu tiên ngân biết gì hàng không nha. Dễ thương lắm nha. Ra đi chờ tí. Rồi. Thảo. Ủa không tôi. Ủa không không. Thảo. Em từ từ được không? Ừ. Ok Thảo thì. Thảo từ từ lỡ đứng rồi chỗ ông cái luôn.
Cảm ơn em. Sao muốn em bảo không? Không. Đó, muốn không? Được. Từ từ đi, Mai ơi. Ở đây. Anh trai. Ừ, cảm ơn em. Cái anh trai. Dễ thương. Ủa, tự nhiên hai người. Ở đây. Dạ, anh hai. Tự nhiên sân trên này em có người anh hai mọi người. Ừ. Dạ. Rồi, quang. Khi mà mình mới gặp nhau, Long có hỏi là giữa một cái ôm với lại cái nói chuyện á, thì mình rất là thích được ôm. Bé Linh ôm rồi. Ôm rồi à, em ôm được không anh? Cảm ơn em. Cái nữa không anh? Cái nữa. Anh hai muốn ôm lên là phải tại nhau. Trời, hồi trước giờ 7 ngày chưa có ôm ở ngoài trước. Gia đình mình hôm nay hạnh phúc quá. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Love House mùa 16. Hôm nay là một tập phát sóng cực kỳ đặc biệt nhằm ngày mùng 1 Tết năm 2022. Thì Ngân cũng nhân đây xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và vạn sự như ý. Chúc cho những ai chưa tìm được nửa kia thì sẽ tìm thấy, và những ai đã tìm được rồi thì sẽ luôn luôn hạnh phúc bên cạnh nhau. Và Ngân xin kính chúc cho chương trình Love House luôn phát triển và giúp cho nhiều cặp đôi hơn nữa tìm thấy nhau. Happy New Year. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì lời đầu tiên cho Thảo gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Love House cũng như là series 16 của Thảo. Thì năm mới đến rồi, Thảo xin chúc tất cả mọi người trong năm 2022 này thật là an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi, ủng hộ và yêu quý mình ở cái mùa series 16 này. Năm cũ vừa qua, năm mới cũng đã đến, thì mình xin có đôi lời gửi cho toàn thể quý vị khán giả cũng như là tất cả đang ekip trong chương trình Love House một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự bình an, nhà nhà hạnh phúc, và quan trọng là phải có sức khỏe nha. Happy New Year 2022. Hello, mình xin chào các bạn fan của Love House nha. Happy New Year. Mình xin được giới thiệu, mình là Như và là thành viên của Love House mùa 15. Mình kính chúc các bạn fan của Love House nè sẽ có một cái Tết thật là ấm no, trọn vẹn và sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai, cũng như là những cái mong muốn, cái ước định của các bạn á thì sẽ thành hiện thực nha. Và đồng thời á thì mình cũng xin chúc cho các bạn á, những người nào mà chưa có bồ nè thì mình sẽ có thể tìm được người yêu lý tưởng của mình trong năm 2022 này nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình mong muốn là các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi cái chương trình của Love House này nha. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Love House mùa 16 cũng như là ngôi nhà chung. Và chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cho nên Long muốn làm một cái đoạn video này muốn gửi những cái lời chúc thật là tốt đẹp với lại tất cả các khán giả, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình ngôi nhà chung. Chúc tất cả mọi người có một cái năm thật là nhiều sức khỏe và chúng ta càng phát triển hơn trong sự nghiệp ha. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng năm mới. Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Love House mùa 16. Mình là Phương Thanh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tụi mình suốt các tập Love House vừa qua. Khi mà các tập Love House được chiếu thì mình về mình đọc hết tất cả những cái bình luận của các bạn và mình cảm thấy rất là vui vẻ khi mà các bạn dành những cái lời, những cái từ ngữ rất là tốt đẹp cho tụi mình. Và đồng thời mình cũng có xem những cái bình luận tiêu cực của các bạn á, nhưng mà bọn mình sẽ không có buồn đâu, mà bọn mình xem nó giống như là những cái lời góp ý á, để cho bọn mình trở nên tốt hơn trong tương lai. Năm 2022 sắp đến rồi, thì mình cũng có những cái dự định riêng. Mình muốn là mình có thể học thêm nhiều điều ở trong năm mới nè, có thêm nhiều trải nghiệm hơn nữa. Thì năm 2022 mình hầu hết thời gian là mình ở nhà luôn á. May quá với Love House mà mình tham gia và mình được gặp các bạn nè, học hỏi thêm nhiều từ các bạn, có thêm những cái kỷ niệm đáng quý. Cảm ơn Love House. Trong năm 2022 này thì mình cũng mong muốn là sẽ cải thiện bản thân, bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất, ví dụ như là đi ngủ sớm nè, ăn uống đúng giờ giấc nè, nghe thì rất dễ mà làm thì rất khó, đúng không mọi người? Mình chúc tất cả các bạn khán giả của Love House 2016 có một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Chúc mừng năm mới. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kaka. Xin chúc cho tất cả khán giả của Love House và tất cả các cặp đôi của Love House trong năm 2022 có một năm mới thật là an khang và thịnh vượng nha. Happy New Year.
Hello mọi người, lại là Uri đây. Thì năm mới 2022 đã tới rồi. Uri xin kính chúc toàn thể khán giả của chương trình Love House có một năm mới an khang thịnh vượng, tiền nhiều như nước, nụ cười luôn luôn nở trên môi. Đặc biệt là trong năm này thì chúng ta phải thoát ế nha mọi người. Và điều cuối cùng thì Uri muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người là có một cái Tết thật là lành mạnh, vui khỏe, ấm no và hạnh phúc bên gia đình mình. Hãy cùng chờ xem trong khi cách ly thì các chàng trai đã làm gì để thỏa nỗi nhớ về các cô gái và các cô gái đáp trả tấm lòng ấy như thế nào. Tất cả sẽ có trong tập 16 phát sóng vào thứ ba tuần sau. Mời các bạn cùng theo dõi. Theo gió bay về trời, không để em một mình, một mình, một mình.